Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Hiện tại mình đang đứng tại chung cư Ngô Gia Tự. Và hôm nay Tường Vũ Channel sẽ chia sẻ cái chung cư này gửi đến toàn thể các bạn. Trưa ngày hôm nay thì Sài Gòn chúng ta thời tiết khá là nắng. Này bên phía trái bạn của các bạn là lô Y của chung cư Ngô Gia Tự các bạn, thuộc phường 2 quận 10. Và bên phía màn ảnh tay phải của các bạn là lô L. Một phía trái màn ảnh của các bạn là lô X. Chung cư này theo Tường Vũ quan sát thì nó có bốn lầu hả? Có bốn lầu tính luôn tầng trệt các bạn. Lô V, lô Y, lô X, lô A, lô B, lô C, rất là nhiều. Bên trái là lô T, bên phải là lô U. Này chắc cũng khá lâu đời các bạn. Chung cư này hôm trước nghe nói giải tỏa nhưng mà cuối cùng lại không có giải tỏa. Đây là đường Hòa Hảo và Sư Vạn Hạnh. Bên phía trái màn ảnh của các bạn là lô F. Còn bên phía tay phải của các bạn là lô K. Và đường chúng ta đang lưu thông ở đây là đường Sư Vạn Hạnh, thuộc phường 3 quận 10 các bạn. Thank you.
phía tay phải của các bạn là lô G. Nay thời tiết Sài Gòn nắng quá, đi bị say nắng luôn nè. Vô đây không biết đường ra luôn. Đúng đường chạy ra luôn à, ở trong chợ nè. Lạc đường luôn. Vô chút đi. Rồi, cảm ơn. Chúng ta vừa mới lạc vào bên trong chợ Trần Nhân Tôn các bạn. Vô bên đó không biết đường đi luôn. Chà. Rồi, như vậy một số hình ảnh về chung cư Ngô Gia Tự gửi đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Từ Vũ Channel cũng xin kính chúc toàn thể các bạn một năm mới nhiều hạnh phúc và nhiều may mắn nha các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào. Bye bye.